Xin chào quý vị và các bạn. Hiện giờ trên tay mình đang là chiếc Huawei P8, phiên bản thay thế cho Ascend P7 và được Huawei xếp vào phân khúc cao cấp. Sản phẩm này thì được hãng nhấn mạnh về 4 yếu tố gồm thiết kế này, camera, giao diện Emotion UI và kết nối thông suốt. Trong video này, để không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ đi ngay vào thiết kế của Huawei P8. Về tổng quan thì khá giống với nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện nay với màn hình lớn ở phía trước. Mặt sau và khung máy được làm từ kim loại, nhưng nếu mà nhìn kỹ thì P8 xứng đáng là một trong những chiếc smartphone đẹp có mức độ hoàn thiện tốt nhất hiện nay. Vỏ nhôm nguyên khối được làm hơi sần, tương tự vỏ của Ascend Mate 7 được hãng ra mắt vào cuối năm ngoái. Thiết kế phẳng trước sau và các cạnh được bo cong nhẹ. Phần viền thì được vát kim cương, mỏng khoảng 6,4mm và nặng khoảng 144g. Cảm giác khi mà cầm trên tay thì phải nói là rất là hoàn hảo, không nặng cũng không nhẹ, không to quá mà cũng không nhỏ quá. Các nút tăng giảm âm lượng này, nút nguồn này và hai khe cắm SIM thì đều được đặt ở bên cạnh phải, tạo sự thuận tiện khi mà thao tác. Mặt trước của máy là màn hình 5,2 inch, độ phân giải là Full HD 1080, cho số lượng điểm ảnh là 424 PPI, dùng tấm nền IPS cho hình ảnh chân thực này, góc nhìn rộng này, mang lại độ chi tiết cho hình ảnh. Mình khá là thích cái cách mà Huawei hoàn thiện cho cái màn hình này. Viền của máy thì rất là mỏng, vì thế thì chúng ta sẽ có nhiều không gian để hiển thị hơn. Bảo vệ màn hình là tấm kính Korea Glass 3, phủ toàn bộ trên mặt ngoài. Màn hình cũng có độ sáng rất là cao, rất phù hợp để xem phim ảnh và giải trí. Bên dưới màn hình là hai khoảng trống rất là đều nhau này. Khoảng trống phía trên thì có camera trước là 80 megapixel, loa thoại và cảm biến. Khoảng trống phía dưới thì không có gì, khá là đơn điệu. Các nút chức năng như Back, Home và Menu thì đều được đưa lên màn hình chính. Mặt sau của P8 thì có thiết kế khá là đơn giản. Phần vỏ nhôm phẳng lì với duy nhất logo Huawei và một vài thông số bên dưới cùng đường phân tách sóng cho anten. Huawei cũng nhấn mạnh về tính kết nối thông suốt khi thiết kế anten của P8, giúp giảm thiểu tình trạng rớt cuộc gọi 50% và tăng 20% tỷ lệ tốc độ kết nối dữ liệu dù máy có vỏ nhôm nguyên khối mà bạn vẫn có thể cầm ở mọi tư thế. Cụm camera chính trên P8 được đặt vào bên trong một phần bằng nhựa, có phủ kính ở ngoài. Tùy theo phiên bản mà phần nhựa này sẽ có màu trắng hoặc là màu đen. Vỏ màu xám, nòng súng thì sẽ đi với màu đen và ngược lại vỏ màu vàng, sâm panh thì sẽ đi với màu trắng. Camera của máy thì cũng dùng cảm biến BSI của Sony, có độ phân giải là 13 megapixel, cụm đèn flash LED 2 tông màu. Huawei đã giới thiệu nhiều tính năng mới trên camera của P8. Đầu tiên là tính năng chống rung quang học OIS với góc chống rung là 1,2 độ, bù trừ cho những rung động để mang lại những cái tấm hình đẹp hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu ánh sáng và quay phim. Tiếp theo là việc sử dụng cảm biến RGBW giúp tăng 32% độ sáng ở chế độ tương phản cao, giảm nhiễu 78% ở chế độ thiếu sáng. Cuối cùng là vi xử lý tín hiệu hình ảnh được hãng so sánh tương đương với các vi xử lý của máy DSLR. Về cấu hình phần cứng thì Huawei tiếp tục sử dụng chip do chính mình tùy biến trên chiếc P8. Theo đó thì máy sẽ có bộ xử lý 64-bit Kirin 930 với 8 nhân Cortex A53S, chip đồ họa Mali T628, RAM là 3GB. Bộ nhớ trong tùy chọn là 16GB hoặc là 64GB và được trang bị khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Máy sẽ có phiên bản 2 SIM ở một vài thị trường nhất định. Tuy nhiên, một trong hai khe SIM của máy lại kiêm luôn khe thẻ nhớ, nên người dùng sẽ phải lựa chọn dùng 2 SIM hoặc là 1 SIM và 1 thẻ nhớ. Để tận dụng chip xử lý 64-bit, Huawei P8 đã được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 5.0 Lollipop và được trang bị giao diện tùy biến Emotion UI 3.1 riêng của hãng, sẽ không có nhiều khác biệt trên giao diện mới này khi đem đi so sánh với giao diện Emotion UI 3.0 trên các máy đời trước và lấy cảm hứng khá nhiều từ hệ điều hành iOS. Huawei P8 sẽ có pin dung lượng là 2600mAh, khá thấp nếu như mà so với những chiếc máy anh em của nó là Mate 7 có dung lượng pin là 3900mAh. Tuy nhiên thì Huawei hứa hẹn rằng chiếc máy này sẽ có thể hoạt động trong 1,5 ngày ở mức độ sử dụng thông thường. Tổng kết lại, với tầm giá khoảng 11 triệu đồng thì bạn sẽ có một chiếc điện thoại với thiết kế đẹp, một bộ vi xử lý mạnh mẽ 64-bit Kirin 930 với 8 nhân Cortex A53S, RAM 3GB, cặp camera với độ phân giải cao để thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh selfie cũng như là những bức hình tuyệt đẹp. Vừa rồi thì mình đã trên tay đánh giá nhanh một số những cái điểm nổi bật trên chiếc Huawei P8 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.